Một ngày vừa qua em đã giới thiệu đến các bác một số mã loa, cũng là loa hay âm ly đẩy rồi. Hôm nay em Tuấn sẽ quay lại với lại một số yêu cầu của các bác. Hôm nay có một số bác đang bình luận là lấy con Vertu đúng không? Con Vertu đây. Nay em sẽ khui hàng con Vertu này. Con Vertu Continuation này. Đây ạ. Thì còn tất cả cái dòng MacBook, iPhone, iPad rồi tất cả em ra đều có hết. Bắt đầu có nhu cầu thì cứ liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại kìa. Zalo 0911169961. Đấy, còn bây giờ em Tuấn sẽ quay trở lại để khui hàng cái món này. Vertu rồi là đây. 5G đây. Dòng 5G đời mới nhất có cho bác đây. Ra cá số ra gì cũng có. Hôm nay lên cho bác con này nhé. Đấy. Khui hộp con này để em quét luôn, em quét em chụp luôn con vỏ tu này, em chụp em check luôn cho bác luôn để ra mức giá nha. Đây ạ, đấy, chụp luôn con này. Đối với phiên bản, nếu như phiên bản vàng vàng gold này ở tại nước ngoài zin nguyên bản thì nó có giá nó tầm khoảng độ 1 tỷ đến hơn 1 tỷ đây ạ. Đây ạ, nó đây ạ, 990 triệu bác ạ. Con vợt tu chính hãng. Con vợt tu, còn con vợt tu trên tay của em Tuấn cầm vẫn là vợt tu chính hãng, tất cả lõi main đều là chính hãng zin zin hết, nhưng vỏ là vỏ độ nhé, vỏ độ. Có một số con thì bắt buộc là nếu như không độ ở bên ngoài về, nếu mà lấy vỏ zin từ nước ngoài về thì nó toàn đến tiền tỷ các bạn, 500-700 triệu đến tiền tỷ. Nên là đa số là những con này là một số đại gia của mình là dùng vỏ độ về mình, nên là báo cáo là vỏ độ vỏ zin. Bác nhìn này, đây ạ, bác nhìn cái vỏ zin trong này nhá, 990 triệu nhá, nó không khác gì nhau, và đây cũng đã sử dụng rồi, nó gần như là không bao giờ có bác ạ, không bao giờ biết có bạc hay không bác ạ. Này được chưa, máy thì báo cáo bác là máy bao zin luôn cho bác nhé, bao zin con này gần 40 triệu bao zin. Thì đây, zin hay không thì em cũng vào luôn cho bác nhé. Bác cách kiểm tra và bác có thể mở máy bác kiểm tra thoải mái. Các em cho bác check luôn. Bác cần là sao thăng này. 0 0 này, 1 2 3 4 1 0 thăng. Dòng này phiên bản 3G rồi bác nhé. Đây là con Vertu Signature V503.8. Sản xuất ngày 29 tháng 7 2015. RM266V. Tôi bác nhìn chưa? Được chưa? Hàng Anh Quốc. Tất cả những dòng này gọi là dòng lướt thôi, nhưng mà nhìn nó gần như là mới luôn, gần như mới. Nên dùng như con này thì các bác nó sẽ được cái mức giá nó êm ái hơn. Chứ bác bảo lấy một con bây giờ tiền tỷ thì lấy thế nào được, đúng không? Ok chưa? Tất cả máy main bao zin cho bác nhé, bao zin main máy luôn. Bao zin main máy có bảo hành hết cho bác luôn. Phải nói luôn cho bác như vậy. Tất cả những cái vỏ này là vỏ độ từ nước ngoài luôn. Nên hầu như các bác dùng không bao giờ có cái từ gọi là bạc, không có bạc đâu ạ. Có bạc, ok chưa? Đấy. Đấy, tại cửa hàng của em 38 triệu. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ Zalo. Zalo cho nó thoải mái, có thể trả giá thoải mái, anh em mua bán nó thoải mái, hoặc đến tận nhà. Hoặc có thể đặt cọc em ship đến tận nhà cho bác kiểm tra. Ok chưa? Đấy. Còn về bên trong, tất cả những dòng này thì nó lại đặc trưng là khi cái nền màu vàng này, ví dụ một con máy nền màu vàng như này thì tất cả logo hoặc giao diện bên trong họ cũng thiết kế đồng nghĩa với màu vàng. Nếu một con mà vỏ màu nâu hay màu ghi, màu tím hay màu xanh thì cái logo nó cũng ăn theo nền màu đấy để nó tương đồng. Đấy, vừa tu nó độc như đấy. Và cái số lượng sản xuất không có nhiều bác nhé, cái số lượng sản xuất của con vừa tu này không có nhiều đâu ạ. Không có nhiều, số lượng sản xuất của em nó không có nhiều, nó sản xuất có số lượng. Bởi vì là chiếc điện thoại Vertu em đang cầm trên tay, các bác cầm này này, nó là chiếc điện thoại được sản xuất thủ công bằng tay của người thợ, chứ không phải bằng máy. Bằng máy thì người ta có thể dập ra hàng triệu triệu con được, nhưng mà đây là mỗi một con máy này người thợ thủ công làm bằng tay lên. Thì em bảo em sẽ dùng con này nhá. Đây cũng con Vertu đây, con Vertu này, con này này lúc mới ra mức giá gần nửa tỷ đấy bạn. Đây có nhìn thấy chưa, chính hãng được chưa ạ. Đấy, còn bình thường đây ta có gọi là mua nước về đến thời điểm này vẫn 188 triệu ok ạ. Đấy thì em chỉ đang tưởng chỉ nói như vậy thì các bác biết là 990 triệu thì nó ra này. Thế thôi, gọi là nói vấn về vấn đề đấy.
Còn về để giới thiệu về những con điện thoại này thì báo cáo các bác cũng có thể tự tìm hiểu được. Các bác có thể tự tìm hiểu được bởi vì là nó dòng này thì nó được được nhiều nhiều người giới thiệu đến lắm, nhiều người bởi vì là nó chuyên dành cho những giới siêu giàu và doanh nhân đó nhé. Đấy. Bác nhìn này, những từng chi tiết nhé. Em quay cho bác từng chi tiết, nó không có một chi tiết nào gọi là kênh cập kênh hay cập kênh hay cái gì cả. Đấy nhé. Đấy nhé. Bây giờ bác nhìn ở đây, vết ở đây nó chỉ có vết vân tay của em bám vào thôi, chứ không bao giờ có vết em lau đi nó hết luôn. Không phải có vết, đây là chỉ có vết, bác nhìn thấy là vết vân tay bám vào. Con này nó còn mới đến 98-99%. 98-99%. Đây các bác có thể tháo về, tháo pin ở đây ra. Đây để em tắt nguồn đi ạ. Tắt nguồn thôi nhé. Tắt nguồn đi ạ. Còn nhiều lúc có giới thiệu chuông mới chuông vào tu độc quyền rồi. Nhưng giới thiệu chuông vào tu nó liên quan đến bản quyền luôn. Có những hôm đấy bác ạ, nó ngắt hết tiếng luôn đấy. Tôi nhớ bác mở lên bảo ô tại tối nay tại sao đây bài không có tiếng, có nghĩa là liên quan đến nhạc chung độc quyền của tu đấy. Bác nhìn này, không đùa được với dòng này đâu, em mở cho bác nhìn luôn, em mở cho bác nhìn chi tiết lõi máy luôn ạ. Đây ạ, bác nhìn nhá, người thợ nào sản xuất thì người thợ đấy sẽ ký chữ ký của mình trên đây luôn, được chưa, ký chữ ký của mình trên này luôn. Made in England, made in UK đây. Em đã báo rồi là main, tất cả main máy zin hết hàng xịn, zin tất cho bác luôn ạ. Zin tất. Zin hết vỏ cho bác, ok chưa? Đấy, đây là pin. Còn sim, các bạn muốn lắp sim nhé. Muốn lắp sim thì các bác ở bên cạnh này này. Nó có cái lẫy, bác nhìn này. Bác kẽ thò tay vào đây nhé. Bác cậy này. Đấy, nó sẽ bật khay sim lên. Và bác thả sim vào đây. Chú ý là, bác chú ý là khi thả sim, yêu cầu các bác phải thả đủ sim vào nhé. Nhiều bác là thả cái khay sim ở đây mà không có cái sim ở chính nhân ở chính giữa này, là vào đây là cái điểm lồi để tiếp xúc pin, nó sẽ khóa 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 cái khay này lại vào vào trong đấy, lại mất thời gian. Chú ý là thả sim thì bắt buộc thả khay sim thì bắt buộc phải có sim, còn không là nhiều lúc bác chỉ cần thả cái vỏ của sim thôi mà không có lõi sim chính nhân là cũng nó là bị kẹt lại đấy. Bởi vì là những cái điểm tiếp xúc của vào sim nó sẽ lồi lên, nó sẽ vào cái khoảng trống đấy. Đấy, em Tuấn chỉ nói cho nó quay cái này. À, ngoài ra thì à đây, các bác nhé. Ở đây là mở hết máy rồi đúng không ạ? Mở máy rồi. Các nhìn nhé, mở máy rồi. Ở đấy, mở máy xong thì còn ở về phía dưới hộp nhé. Dưới hộp phụ kiện thì đây, phụ kiện đi theo của em nó. Ở máy rồi, xong máy bác nhé. Máy em để đây. Phụ kiện đi theo từ phía dưới này. Vỏ khăn này. Phía dưới này thì gồm có này. Giấy này. Một sách hướng dẫn này, một cái sách hướng dẫn này, một thẻ vật tu này, và tiếp đến nữa là dây sạc này và bộ sạc, cáp sạc, bộ sạc, và dưới cùng nữa là một bao da, và tiếp tục nữa là một quả pin theo vật tu, pin của vật tu, ok chưa? Đấy, dòng này các bác có thể mua biếu tặng cho thoải mái luôn bác nha, quá ok rồi, ok chưa? Mua biếu tặng cho. Rồi, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số Zalo 0911 169901 ạ. Zalo số trên kia bác nhé.